Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game. Và hôm nay thì chúng ta đến với thí luyện xuyên không cấp độ S5, cấp độ boss. Thì trải qua cái tuần này các bạn, thì thí luyện xuyên không là cho những cái màn rất là nhẹ nhàng, vì chỉ có cái màn S4 chỉ nhận sát thương cố định thì cái màn đó nó hơi khoai xíu. Nhưng mà bạn nào mà đã thất bại, đã bị cái màn này nó trôi rồi á, thì có đồ chơi đó rồi thì cái màn nó qua dễ các bạn. Còn đưa cái màn cấp boss của S5 này thì nói chung là quá dễ luôn. Hiệu lực cho phe ta và phe địch tăng thương và giảm sát thương nhận, thì mục tiêu á là cái con ra chơi là xong rồi, nó là xong rồi. Bây giờ làm thêm cái con Tyrus nữa là ok. Còn lại Lanius với lại con Ledin và cái con Mateo của tem địch đó, thì nói chung là ba con đó nó ham boost các bạn. Mình có đứng gần nó ở những cái hiệp đầu á thì nó toàn boost thôi mà. Nên là nó boost thì mình cầm theo số boost. Ewin mình cầm cái số 2 boost và cái số 5 boost. Cái số 2 boost thì mình đánh cho Ledin, mình chờ cái số 5 boost thì mình cho cái con Landius. Mà này giờ tuần này nó cho ớt này nhẹ nhàng luôn á. Này mình đã hành động lại rồi, giết Tyrus nữa là xong. Đây nước động rồi, con này bút tốc hành ấy xuống cái con kia nó quýnh mình, nó quýnh vô nó chết à. Ok ấy, giờ còn hai con. Mình để đây mà nó cũng quýnh luôn các bạn. Nó mới có nước động à. Tuần sau nữa nó còn búp nữa. Nó búp mặt, nó búp phát nữa. Rồi thằng con Mateo nó cũng búp nữa. Đưa mấy con búp rồi mình mấy hiệp đầu á, mình đứng sát nó còn búp rồi các bạn. Này mình xó nó 5 búp. Cộng trên 2k luôn, thấy ghê chưa. Hồi sinh. Ok, nó mất hộ vệ rồi. Sát thương quy tắc nè, sát thương tăng 20 và sát thương nhận giảm 50%. Cộng lên giữ 2k1 luôn, ghê thiệt. Ok, chờ thêm tuần nữa. Đây các bạn, búp ánh sáng kế thừa. Rồi thêm ông kia quýnh ông không bấp. Rồi đấy, còn con ba theo nữa là xong, coi như là Adelaide từ này thì nhẹ nhàng qua màn dễ. Chỉ có cái Adelaide 4 nhận sát thương cố định là nó hơi khoai xíu, nhưng mà có tem chơi với nó rồi thì nó cũng rất là dễ mà. Rồi ok, Manero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc bạn một ngày chơi game thật là vui vẻ. Đã xong thí luyện xuyên không rồi.